Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Tỳ Kheo Ni Thích Thịnh Quang. Hôm nay chúng con được hân hạnh tiếp tục đến với quý vị trong diễn đàn giáo dục đề tài là Phật giáo tại Hoa Kỳ. Trước khi đi vào chương trình, chúng con kính mời đại chúng cùng với chúng con chắp tay niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp, Thủy Tứ Gia Hộ cho buổi nói chuyện của chúng con không nói sai tánh ý của Phật, để chúng con đứng theo đó làm tư lương để tu hành. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đại chúng khỏe không ạ? Hôm nay miền Nam Cali của chúng ta có lẽ đi vào đầu mùa thu thì khí hậu rất là thoải mái mát mẻ phải không ạ? Không còn cái nóng bức trên 100 độ nữa, thật là may mắn. Thưa đại chúng, trong những buổi nói chuyện trước chúng ta giới thiệu về người Khmer nói chung. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về những niềm tin, tín ngưỡng của người Khmer như thế nào. Cái quyển sách này được viết bởi một vị học giả, bà tên là Carol A. Morland. Qua phần giới thiệu tuần trước, chúng ta được biết bà là người đã được làm việc ở trong cộng đồng có duyên lớn để giúp đỡ, nhất là về vấn đề cứu người tị nạn của người Campuchia. Có lẽ là nhân duyên đó khiến cho bà viết cái quyển sách này. Với trên 30 năm sinh hoạt với người Campuchia, thì suy nghĩ rằng là kiến thức của bà, hiểu về con người của người Campuchia cũng giống như là phong tục tập quán, đồng thời với tất cả những thăng trầm của người Campuchia trong cuộc sống của họ tại xứ sở của họ, cũng như là khi họ bắt đầu cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. Đây là một vị học giả đã có cái duyên lớn để biết về những cái khó khăn, những cuộc đời, những cái trăn trở, những cái điều mà những người tị nạn cần phải biết, đặc biệt là người tị nạn Campuchia. Chúng ta cũng chính là người tị nạn, chúng ta là người tị nạn cộng sản, là người Việt Nam tị nạn cộng sản. Do vì cái chiến tranh ở Việt Nam khiến cho những cái quốc gia ở lân cận Việt Nam cũng bị tai họa lây, do cái sự quan hệ với người Hoa Kỳ, và cái việc đó trước đó thì có người sự đô hộ của người Pháp tại Đông Dương, tức là những quốc gia Đông Dương được gồm có Việt Nam và có Campuchia và Lào, để những quốc gia mà liên đới chịu trách nhiệm, liên đới với nhau trong cái vấn đề chiến tranh Đông Dương cũng như sự đô hộ Đông Dương của người Pháp. Thì ba dân tộc của chúng ta, người miền Việt, người Khmer và người Lào, đã có một cái sự gắn bó qua những cái quan hệ này, qua những cái thăng trầm của trong cái đời sống quốc gia các nước láng giềng. Thì bởi vì thế, trong khi cái rủi thì cũng cùng nhau chịu, và cái khí cái may thì cũng cùng nhau chung hưởng. Người Campuchia, sau khi mà chiến tranh Việt Nam chấm dứt, thì người chính phủ Hoa Kỳ cũng có ý định để đưa người Campuchia một số nhỏ, cũng giống như ngày xưa, cũng người Hoa Kỳ cũng dự định chỉ có một số rất ít của những người mà liên đới làm việc rất là chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ, với quân đội Hoa Kỳ, thì cần phải bị di tản, chứ không có là cái tánh mạng của họ sẽ bị nguy hiểm. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta được
rất nhiều người Việt Nam trong cái cơn khủng hoảng đó đã được chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như tất cả những quốc gia trên thế giới tự do giúp đỡ để mà rời khỏi đất nước của mình, hoặc là đang lên đến trên biển thì được vớt để đưa vào trong cái trại tị nạn, và sau đó là được gửi đến các cái quốc gia khắp nơi trên thế giới. Số người Việt Nam đã đến rất nhiều quốc gia trên thế giới, có thể là hầu như rất là nhiều. Đây là cơ hội trong cái khó khăn của lịch sử đất nước đã mở con đường ra cho những người tị nạn Việt Nam. Những người sau này thì cái chế độ tị nạn đã không còn nữa, nhưng mà theo cái chính sách của người động định cư hay là nhập cư của những người đi trước, người Á Châu đi trước, khiến cho cái chương trình đoàn tụ gia đình hoặc là những cái cơ hội để mà gia đình có thể đoàn tụ tại cái miền đất mới đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái chúng ta đã nói tất cả những cái khó khăn của người Khmer khi mà họ ở tại nước của họ dưới cái chế độ rất là độc tài và rất là tàn bạo của Khmer Đỏ, khiến cho họ bị diệt chủng gần như là 1/4 của dân số của họ. Ước đoán rằng khoảng 1,7 triệu của người Khmer đã bị giết chết, đã bị tàn sát một cách rất là khủng khiếp. Thành ra số người còn lại đã một số đã được đưa ra nước ngoài, và đây là cái số người mà sau này sẽ giúp mà người Khmer còn ở lại quê hương để gây dựng lại quê hương của họ. Thì cái người Khmer khi mà đến Hoa Kỳ thì họ mang theo cái văn hóa, cái tập tục, cái truyền thống của mình, mà truyền thống quan trọng nhất của người Khmer đó chính là đạo Phật. Thì người Khmer trước khi mà đạo Phật gia nhập vào xã hội của đất nước của Khmer thì họ chịu ảnh hưởng của nền văn hóa của người Ấn Độ. Thì chúng như chúng ta cũng đều biết là những người ở trong Đông Dương, các quốc gia ở miền Đông Dương chẳng hạn như là kể cả Thái Lan, kể cả người Miến Điện, Burmese, thì cũng có 5 quốc gia, đó là Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam trong cái miền Đông Nam Á đó. Thì đều có cần hưởng của hai cái nền văn hóa lớn, đó là một bên là chúng ta có nền văn hóa của Ấn Độ cổ xưa, và một bên chúng ta có nền văn hóa cổ xưa của Trung Quốc. Thành ra cái sự việc mà người Khmer bị ảnh hưởng của cái người Ấn Độ trong những cái đền đài lịch sử còn lại của nước Khmer hay Cambodia ngày bây giờ, nó thấy những hình tướng, những cái tập tục, những cái vị thần, tất cả những cái nét về kiến trúc rất có cái ảnh hưởng của Bà La Môn giáo. Đó là cái lý do vì sao mà chúng ta còn tồn tại những cái di tích này. Thì hôm nay để nói đầu tiên chúng ta nói về cái người Khmer, cái sự tin tưởng vào
cái giáo lý của Đức Phật như thế nào. Người Phật tử Campuchia đã đan xen cái giáo lý của Đức Phật vào trong niềm tin mà họ sẵn có ở cái miền đất của họ trước khi mà đạo Phật chuyển đến. Thì cái niềm tin của họ về linh hồn, về các cái thực tập tôn giáo của Bà La Môn giáo, nguyên tắc của đạo giáo về cân bằng về thể chất con người và thực hành cái sự chữa trị chữa bệnh để cung cấp cho người Campuchia một cái tính liên tục về văn hóa và một khuôn khổ để mà họ có thể hiểu được cái nguyên lý cái sự vận hành của thế giới của vũ trụ này như thế nào. Và sau đó thì được áp dụng để mà gây dựng cái mối quan hệ của xã hội và chính trị trong quốc gia của họ. Như những người nhập cư ở Hoa Kỳ, người Lào, người Thái Lan, người Campuchia tìm kiếm sự hòa hợp giữa những tư tưởng vật lên cơ bản và những đóng góp về triết học và tinh thần của người Ấn Độ. Người Campuchia chú trọng vào việc thi hành các nghi lễ và hành sự đúng đắn. Khi mà nói đúng đắn tức là theo cái tiêu chuẩn của những người có cái lòng tin và làm lành lắng giữ, không có tác hại đến những người khác, không có cái lòng ác độc để mà đem đến sự đau khổ cho những sinh linh khác sống và cùng với chúng ta. Phần lớn những người Campuchia ngoại trừ những người đã phụng sự cho đạo giáo, ví dụ như chuỗi tăng sĩ, mặc dầu trong thời gian ngắn hoặc là dài, họ đã biết ít ít về giáo lý nguyên thủy về Phật giáo và chỉ có và họ rất ít thích thú trong việc thu thập kiến thức về giáo lý Phật giáo hơn là tìm hiểu sự bình an và một cách sống thiết thực để cải thiện đời sống của họ. Đây là cái cầu mà chúng ta có lẽ là cần phải để ý, vì đây là cái câu mà nó giúp chúng ta hiểu được cái đời sống, cái sự sinh hoạt của người Campuchia như thế nào. Người Campuchia thì theo trước đây đó thì khi mà đạo Phật còn thịnh hành ở bên Ấn Độ thì đã có cả Đại thừa và Tiểu thừa. Thành ra khi mà nó gia nhập vào trong nước Campuchia đó, thì cả hai nhánh lớn của Phật giáo đó là Đại thừa và Tiểu thừa đều được đưa vào trong Campuchia. Thế hệ đầu tiên của phụ nữ thường biết ít hơn về Phật giáo hơn là các vị nam giới. Đời sống phần lớn những người này được sống vài năm ở các trường đặt tại chùa. Đây là các có lẽ là cái thời gian ở đó có tính cách của người Á Châu nói chung là vẫn là theo nói nôm na là nam trọng nữ khinh. Thành ra các em trai, các cái vị thanh thiếu niên thì được gia đình vẫn là để chú trọng hơn, nhất là cái vấn đề học hỏi về chữ nghĩa, về đạo giáo. Thành ra còn các cái người thiếu nữ cũng như các cái người phụ nữ thì thông thường được giao trong cái trọng trách để mà lo cái sự điều hòa ở trong gia đình, ở trong cái sự hài hòa về bếp núc, về cái sinh hoạt của gia đình. Chúng ta cũng biết rằng là cái dân tộc của người Đông Nam Á và theo tiểu thừa đó thì hay là nguyên thủy đó thì họ có cái truyền thống là cho các cái vị thiếu niên đi vào chùa để thực tập một thời gian là tùy theo cái ước nguyện, tùy theo cái lời phát nguyện của cái đứa trẻ đó, có theo cái sự học hỏi của chúng tôi khi mà chúng tôi mời các vị tăng của Nam Tông hay là của Nguyên Thủy hay là của Tiểu Thừa đến để mà giao lưu tại trong các lớp của tại viện thì chúng tôi được biết là cái số thời gian mà các cái vị thanh thiếu niên này vào chùa để gieo duyên với Phật pháp thì
cái nguyện vọng của họ rất là đơn giản. Họ đã được dạy dỗ từ nhà rồi và được cũng như là coi như là khuyến khích để làm những cái việc này. Chẳng hạn như trong gia đình có tang chế, hoặc là trong gia đình có những cái sự bất hạnh, như là trong nhà có người bị đau, bị ốm, hay là và các cái vị thanh thiếu niên này được coi như là khuyến khích để được xuất gia trong thời gian ngắn hạn, có thể là mấy tháng, có thể là một năm, vài năm, để mà bòn cái công đức đó, để hồi hướng cái công đức đó cho cái người thân của mình. Người còn sống thì được tăng lòng phúc thọ, còn người mà đã mất thì được về đến chốn an lành. Thế là cái mục đích đó, để cho các vị thanh thiếu niên bước vào đồng đạo rất là đơn giản, rất là theo cái tính cách thế gian, hơn là có một cái nguyện vọng là để tìm một cái con đường giải thoát cho mình, như là cự nguyện của chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta hay một số các vị cao tăng của chúng ta, thì chẳng khi lúc nhỏ đã có một cái tâm niệm là đưa đi vào chùa để mà theo cái giáo lý tìm sự giải thoát. Thành ra cái phần lớn đó là những cái người mà theo cái thế hệ đầu tiên của người Campuchia đến tại Hoa Kỳ đó. Còn cái thế hệ thứ hai của những người Campuchia đến Hoa Kỳ đấy, thì tại vì các em nó đến đây có thể là còn rất là nhỏ, hoặc ngay cả khi các em sinh sản ở đây, theo các cái người tị nạn đến đây rồi sau đó họ lập gia đình, họ sinh những đứa con, thì cái thế hệ thứ hai đấy là còn thiếu kém hơn cái sự mà hiểu biết về đạo giáo, cũng giống như là cái ước mong để mà tìm hiểu về đạo Phật còn ít hơn nữa. Thành ra cái kiến thức mà về thô sơ về tụng kinh cũng như giáo lý của Đức Phật lại kém hơn là cái thế hệ đầu tiên của người Campuchia. Sự thảo luận của tôn giáo của họ thường bao gồm những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, về với những cái chi tiết về những cái hạn nguyện, những cái đức tốt của Đức Phật, và kết luận một lời sau đó là họ kết luận để có một tính cách cũng hơi xấu hổ, là họ đã không có hiểu nhiều hơn và cũng không nhớ nhiều hơn nữa để mà nói lại cho quý vị tất cả những cái sự cao đẹp về giáo lý của Đức Phật qua những câu chuyện về cuộc đời trong những tiền kiếp của Đức Phật. Thường người bà Carol Morland, bà nói rằng khi mà bà có hỏi những câu hỏi mà những người cư sĩ Campuchia không có hiểu đó, thì thường thường là mời bà đưa bà đến nói chuyện với các vị tăng sĩ, vì họ tin rằng là các vị này sẽ có cái thẩm quyền để mà giúp giải thích những cái điều mà cái vị người ngoại quốc này đang có thắc mắc về đạo Phật. Vì họ nói rằng là họ không muốn họ đưa ra những cái tin tức không chính xác. Thì trong cái đời sống nhân gian, qua những cái câu chuyện của mà chúng ta vừa nói đến, đó là trong cái cộng đồng của người Campuchia đó, nó có những truyền miệng với nhau trong các cuộc nói chuyện, hoặc là trong cái văn hóa của họ đó, cũng nói chuyện đến những cái câu chuyện về tiền sử của Đức Phật đó. Thì những cái nguồn gốc của những cái câu chuyện này cũng giống như là nguồn gốc của kinh điển của người Campuchia, thì nó đi từ đâu đến. Thì trước thế kỷ thứ 20, thông thường chỉ có các tăng sĩ là người có học trong cộng đồng tại Campuchia. Bởi vì những người này là có cái tâm nguyện để mà học hỏi về cuộc đời Đức Phật cũng như giáo lý của Đức Phật, các nghi lễ và cái sự hiểu biết về vũ trụ trong các kinh điển của Phật giáo, và những sự giải thích của những cái điều này là về kinh điển, hoặc là về những nghi lễ, hoặc là cái giải thích về vũ trụ, ví dụ vậy, nhân sinh quan đó, về Phật giáo đó, các
những cái quyển sách sử về địa phương hoặc là của Phật giáo nói chung, về đạo đức và chính trị, những cái văn bản Phật giáo được chép trên những bản thảo viết bằng lá ở tại Campuchia đó, thì họ kêu là lá buông, đây là một cái loại lá mà bản thân chúng tôi cũng chưa có bao giờ thấy, nhưng mà nghe nói rằng nó giống như là cái cái gì mà có ở ở Campuchia, ở miền Nam của mình, miền Nam, cái vùng đồng bằng sông Cửu Long có rất là nhiều đó. Thì những cái này nó giống, cũng hơi cỡ giống giống như là cây dừa, cái lá của nó có cái tán, phát tán ra như là một cái quạt vậy đó. Thì có lẽ là có một dịp chúng tôi sẽ nói đến cái những cái vật liệu đã được dùng để mà ghi chép kinh điển ngày xưa. Thì theo người Khmer thì gọi cái cây này kêu là cây lập, cây buông, và lá của cây buông đã được họ dùng, và cái nền tiểu công nghệ này là chỉ có đặc biệt là trong các chùa, mà hiện nay ở tại Việt Nam cũng như ở Campuchia thì nó gần như là không có, còn rất nhiều, không nhiều nhiều à. Mặc dù các cái kinh điển á, thì như tuần trước chúng ta nói đó, sau khi mà người Khmer Đỏ đã tiêu diệt phần lớn các chùa chiền tại Campuchia, thì chỉ còn suốt cả cái toàn thể đất nước của Campuchia lúc bây giờ chỉ còn có một một bộ kinh Tam Tạng kinh điển mà viết bằng tiếng Khmer còn nguyên vẹn đó. Còn tất cả đã bị thất thoát hoặc là bị đốt cháy hoặc bị phá hủy bởi cái người Khmer Đỏ đó, đó. Và dĩ nhiên không chỉ có người Khmer Đỏ, trước đó các cái cuộc chiến tranh giữa người quân đội Hoa Kỳ để mà bỏ oanh tạc, bỏ bom tại những cái làng xóm, và như các cái làng xóm đó cũng có những ngôi chùa. Và thông thường như tuần trước chúng ta nói, mặc dầu là quân đội Hoa Kỳ đã có cái sắc lệnh là không được bỏ bom ở những cái nơi mà có tôn nghiêm, có nơi có chùa hoặc là những cái trường trường học, nhưng mà khi mà cuộc chiến xảy đến đó, thì là cái điều này cũng bị bỏ qua, khiến cho các ngôi chùa cũng bị tàn phá bởi bom đạn chính của cái người đồng minh của chúng ta, đó là quân đội Hoa Kỳ. Và cái đất nước Campuchia rất là tiếc là nơi mà cũng chịu rất nhiều cái sự phá hoại của bom đạn. Cái số lượng bom đạn mà tuần trước chúng ta nói đó rất là nhiều đổ xuống cái đất nước này. Thì theo chúng ta được tìm hiểu ở trên internet đó, thì ở tại Việt Nam chỉ còn có một vị tăng ở miền đồng bằng sông Cửu Long, thì vị đó là còn nhớ, còn giữ được cái truyền thống là đọc được những cái chữ Khmer cổ xưa. Chữ Khmer cổ xưa thì nó khác với cái chữ Khmer hiện đại, là nó nhiều nét hơn. Và đồng thời là ngày xưa thì dùng cái tiếng Khmer cổ đó để viết những chữ ở trên những cái lá buông này. Và cái vị tăng đó thì ngài tên là họ như là Châu Châu Tin, thì ngài được may mắn trong cái khi còn nhỏ là được may mắn học và viết trên những cái lá buông này. Giờ hiện tại thì ở Việt Nam đã có cái nỗ lực để mà mở những cái lớp do ngài huấn luyện các vị tăng của cái dân dân tộc Khmer tiếp tục để mà
giữ lại cái truyền thống này, chứ không có nếu mà sau này ngài đã viên tịch thì cái truyền thống nó sẽ bị mai một, có thể là không có người nào có thể đọc được những cái bộ kinh đã viết trên những cái lá buông này. Đó là một điều rất tiếc. Và cũng có những cái vị suy nghĩ rằng là tất cả những cái tài liệu trong lá buông này nên được chụp lại, tức là mình kêu là mình digitize đó, mình chụp lại rồi mình giữ ở trong cái bộ nhớ của chúng ta để sau này thì có thể in ấn lại được. Tại vì nếu mà chúng ta không làm như vậy thì khi một khi mà cái những cái tài liệu kinh điển này mà theo thời gian nó bị hư mục rã rách thì rất là uổng. Đây là những cái nỗ lực ở Việt Nam chúng tôi đọc được, còn riêng ở tại nước Cambodia thì chúng tôi nghĩ rằng là họ cũng sẽ có cái nỗ lực tương tự như vậy để mà lập tức thứ nhất là in ra để mà gửi đến các chùa làm cái tài liệu để học hỏi, cũng là để mà thờ phượng. Đây là những kinh điển rất là quý báu. Thành ra và còn ngoài ra nữa là cũng phải nỗ lực để mà duy trì cái nền tiểu công nghệ để mà viết ở trên các cái lá bối này, cũng như học hỏi những cái chữ Khmer cổ. Theo người những cái ghi chép ở trong quyển của bà Carol đó, thì những văn bản Phật giáo được chép trên những bản thảo bằng cái lá buông này sớm nhất thì khoảng chừng 6.000 năm trước. Thì ở Việt Nam mình kêu là lá bối, rồi có lẽ là ở Campuchia mình kêu là lá buông chăng. Người Campuchia đã cắt ép và cắt và mài các bìa của các lá, sau đó khắc trên đá và tra sát bột màu hoặc bổ hóng để các vết lõm của những chữ viết, những khi mà viết để nó có cái nét in xuống đó, thì sau đó họ dùng bổ hóng rồi trộn chung với dầu xoa lên trên đó, và cái bổ hóng đó nó sẽ đắp vào những cái chỗ mà cái chừng nét viết đó. Nét viết là một cái gậy cứng khoảng chừng có thể là 10-15 cm vừa với tay người cầm, và cái nét bút đó thì là bằng một cái miếng sắt nhọn đã được mài giũa để mà viết lên. Đôi khi các cái bản lá bối này, lá buông này đó đã được nhuộm qua một cái dung dịch màu vàng để trông như nó có vẻ giống như bằng giống như vàng vậy đó. Và được bảo vệ bằng các tấm ngà voi hoặc là bằng gỗ. Thì sau khi mà những cái bản kinh dài như thế này được viết lên rồi đó, thì họ đục một cái lỗ và xuyên cái sợi chỉ xuyên qua để họ có để giữ các bản nó liên kết với nhau, liên tục với nhau. Và cuối cùng thì bên ngoài thì họ dùng một cái mảnh gỗ hoặc là các như trong đây nói là ngà voi. Nhưng mà ngà voi mà để làm thành những cái thanh như thế này thì cũng biết là cái kinh này nó quý biết như chừng nào, phải không quý vị? Đó. Để mà giữ cái quyển kinh lại mà nó không có bị cong, nó không có bị mất cái thứ tự của nó. Các chất lá được buộc lại với nhau bằng dây để mà tạo thành một cuốn sách hay là như một cái quạt. Thì có thể đó là mình có thể thấy có nhiều cái tờ thì cũng đọc cái tờ này qua đến tiếp tờ kia tiếp như vậy. Đó là nói xong về các cái vật liệu để mà giữ ghi khắc những kinh điển xưa, từ ngày xưa. Những quy tắc đạo đức của người Khmer được truyền miệng lại và sau đó được viết thành những câu kệ vào khoảng thế kỷ thứ 16 đến 19 để những người đàn ông, những người phụ nữ và nam nữ thanh thiếu niên được dạy tại chùa. Tại trường hay tại nhà trong nhiều thế hệ. Mà thế hệ người đầu tiên của người Campuchia đến Hoa Kỳ, họ cũng thường nhắc lại những cái chuyện này. Thì đó là cái mà
họ có thể truyền bá lại khi mà đến xứ sở mới, trong khi họ đã bị bứng ra khỏi cái xã hội của họ, cái truyền cái địa phương có những cái truyền thống, thì chỉ có những cái lời nói của những bậc trưởng thượng hay là các người sống còn ở đây để giúp những người trẻ sinh sống ở đây hiểu được cái phần nào cái đời sống cổ xưa của họ ở nơi đất nước của họ như thế nào đó. Và những cái quy tắc đạo đức này đã được lặp đi lặp lại để cho mọi người hiểu biết và để tuân theo. Quy tắc đạo đức cho các thiếu nữ thì dạy cũng giống như là lời khuyên răn của một cái vị hoàng hậu cho cái những cái vị công chúa con gái của bà trước khi lập gia đình, tức là phải kính trọng. Thì ở trong cái bài này đó, thì nói là ba cái loại lửa, thành ra sư cũng không hiểu lắm, nhưng mà theo cái dịch đó thì nó là fire, có nghĩa là lửa. Thì cái đó họ nói rằng thứ nhất là cha mẹ, thứ hai là con cái và thứ ba là chồng. Thì có thể trong cái người Á Đông của chúng ta đấy, người Việt chúng ta mình kêu là tam tòng thứ đức đó, còn người phụ nữ thì có tam tòng và thứ đức. Tam tòng tức là thế, còn nhỏ thì theo cha, khi mà lớn lên thì theo chồng, và khi mà chồng mất thì theo con. Đó là cái mà chúng ta thấy là cũng hơi giống giống như là trong cái lời dạy này của các cái bậc trưởng thượng đối với các thiếu nữ. Còn người thanh niên thì khuyên dạy phải cẩn thận đối với phụ nữ, vậy đối với các rượu chè, các loại cờ bạc, săn bắn và các cái loại thể thao liên hệ đến máu mủ. Thì có thể đây là một cái cách để như là giúp cho họ không có tạo những cái ác nghiệp. Nếu mà các cái loại săn bắn chẳng hạn như cung tên hoặc là bắn súng để giết các súc vật, thì đó là vô hình chung là mình tạo những ác nghiệp đối với các cướp đi mạng sống của những sinh linh đó. Những bài học của các sư cả cho các sư trẻ, các quy tắc của các tăng sĩ gồm lời dạy của Đức Phật, giá trị của liên hệ giữa thầy trò và làm thế nào để mà gây dựng và duy trì cái đức hạnh của người tu sĩ. Kinh điển của người Khmer cũng gồm những câu chuyện của nhân gian trước sự tồn tại của Phật giáo tại Campuchia. Kinh bản sinh đã có trên 2.000 năm trước, gồm có 547 câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật trong những tiền kiếp của Ngài. Có khi Ngài là con người, có khi Ngài là những cẩm thú, chẳng hạn như con nai, có khi là con khỉ, đó là những, hay là con chim, đó là những cái tiền kiếp của Ngài mà Ngài đã dạy lại, là có được ở trong cái kinh bản sinh. Kinh này thường đọc tụng bằng tiếng Pali với lời diễn dịch bằng tiếng Khmer trong các lễ hội tôn giáo, và được diễn tả bằng các bức ảnh treo trên tường của các chùa tại Hoa Kỳ. Trong những câu chuyện thường thấy như về hoàng tử Vesatana Tara, sau khi giáng sinh thì lập tức xin mẹ để tiền của để mà bố thí cho người nghèo. Và khi mà ông tiếp tục làm như vậy cho đến khi ông trở thành là vị vua, thì ông vẫn tiếp tục bố thí cho đến bố thí cả vương quốc của ông, cả ngựa, cả xe, con cái của ông và ngay cả cái người vợ của ông nữa. Thì tương truyền rằng nhà vũ trụ và các vị thiên thần liên tục âm thầm ủng hộ ông, và đến khi cũng coi như là một cái sự thử thách của các vị thiên thần, lại có cái lòng nhiệt thành bố thí của ông nó đến đâu. Sau đó thì khi mà đã hiểu hết là ông bố thí không có cái ranh giới ngần mé, tức là bố thí ba la mật, thì tất cả những cái điều mà ông đã trả cho đi lại được hoàn trả lại cho ông. Đó là qua bao nhiêu năm thì người Campuchia sau khi tái định cư tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục truyền bá các câu chuyện trong kinh bản sinh
cho con cái của họ. Nhưng mà dĩ nhiên là cái phần lớn với trong một cái thế hệ dành cho một cái xã hội rất là văn minh với rất nhiều cám dỗ như thế, thì những cái đứa trẻ nó không phải giống như là nó rất là hiền lành, nó rất là nhu thuận như trong xã hội của Campuchia, ở miền Campuchia, thì những đứa trẻ này mau chóng quên lãng những câu chuyện mà bố mẹ chúng dạy cho chúng, tại vì chúng nó còn phải nhớ đến những cái món thú vui ở trong cái thế giới của nó bây giờ, như là game, như là những cái sách vở, những chuyện, tất cả những cái điều đó nó còn thích thú và nó chiếm hết những cái tinh thần của các đứa trẻ. Những niềm tin căn bản của người Khmer là nhìn thế nào? Qua phần này thì quý vị sẽ thấy cái ảnh hưởng của thứ nhất là những cái dân tộc, mà ngay cả bản thân của người Việt Nam cũng có những cái điều này, đúng không ạ? Năm xưa không phải chỉ người Việt Nam không, mà tất cả những cái dân tộc từ thời mà còn thô sơ, khi mà khoa học và kỹ thuật nó còn rất là thô sơ, thì chúng ta là người sống về nghề nông, hay là trước đó thì sống về cái nếp sống là đi thu hoạch những cái gì có thể dùng được, có thể ăn được ở trong cái rừng này, hay là ở những nơi mà họ sinh sống đó. Thì người Khmer cũng tương tự như vậy đó. Người Campuchia xem những người Khmer, Phật giáo Khmer là những người đã quý ba ngôi báu. Ba ngôi báu là dịch từ chữ Tam Bảo, Tam là ba và Bảo là quý giá. Thì gồm có Phật Bảo tức là Đức Phật, Pháp Bảo là lời dạy của Đức Phật, và thứ ba là Tăng Bảo là các vị tăng ở trong giáo đoàn của Đức Phật, trong tăng đoàn. Người Campuchia tôn kính Đức Phật và tỏ lòng tôn kính bằng những lời cầu nguyện của họ, bằng những phẩm vật họ dâng cúng dường, thì với cái lòng rất là nhiệt thành, rất là bình dị, thì họ có được cái gì họ đem lên trên chùa để cúng dường, có thể nảy chuối, có thể là gạo, có thể là rau trái gì để mà hoa trái có ở trong vườn đem lên cúng dường. Nhà trước là rất nhiều cho chữ Phật, rồi sau đó là để mà cúng dường cho chư tăng ở trong chùa để dùng đó. Các phẩm vật dân cúng dường, tượng Phật, và họ bày tỏ cái lòng kính trọng của họ đối với các vị Phật và các cái hình vẽ về biểu tượng về đời sống của Đức Phật, hay là những như kinh điển, kinh do Đức Phật dạy, chứa những cái lời dạy của Đức Phật ở trong chùa cũng như là tại nhà. Một số người Campuchia họ nói họ xem Đức Phật là người dạy đạo, là những bậc gương mẫu để cho họ nói theo, thay vì được xem Đức Phật là một vị thượng đế có cái quyền ban phước giáng họa. Họ có thể nói đây là cái sự suy nghĩ hay là cái lòng tin là đúng theo cái tiêu chuẩn của người của đạo Phật, tức là xem đạo Phật, xem Đức Phật không phải là một vị thần hay là một vị thượng đế có cái quyền mà ban phước giáng họa, mà chỉ là cái người như đúng là theo người dẫn đường, là một cái người có được cái sự hiểu biết đi trước, có thể giúp đỡ để nâng đỡ và chỉ dạy cho người đi sau để có thể có đạt được cùng một cái thành quả giống như Đức Phật vậy. Số người những người Campuchia này họ nói rằng người Đức Phật chưa hề bao giờ tự nhận mình là thần hoặc là thánh. Số người Campuchia xem Đức Phật là thượng đế cũng có, cả những người không hiểu thành ra nghĩ như thế. Có thể ban ra sự giúp đỡ trong những cái lúc trong đời sống là họ bị ngặt nghèo. Một số người Campuchia xem Đức Phật và hình tượng của Ngài có tư cách huyền diệu, có thể đến cứu giúp mọi người. Và dĩ nhiên sau này chúng ta sẽ thấy không những là hình ảnh Đức Phật, mà ngay cả vị cao tăng của
Phật giáo Campuchia cũng được xem như là các cái hình ảnh của họ, những cái hình khắc của họ thì cũng coi như là những linh vật nó có cái giá trị mang đến cái sự may mắn, mang đến cái sự huyền diệu mà khi mà cần đến để mà cái người đang sở hữu có thể mà cầu nguyện đến đó. Một bộ tam tạng kinh điển, bộ gọi là Tripitaka, đúng ra thì nếu mà theo tiếng Pali đó kêu là Tipitaka, thì ti theo tiếng Pali có nghĩa là ba, trong nghề Pitaka có nghĩa là cái basket hay là cái bồn chứa, đó là nói theo cái ý nghĩa nôm na, đó là cái nơi chứa đựng những cái giáo lý của Đức Phật, gồm có thứ nhất là kinh điển, thứ hai là những giới luật, thứ ba là những cái bài luận, những cái bản luận văn có cái ý nghĩa sâu xa hơn về những lời dạy của Đức Phật. Thì cái bộ tam tạng kinh điển này cũng là được gọi là nhị bảo, tức là cái vật quý giá thứ nhì. Đầu tiên là Đức Phật, rồi cái thứ nhì là những lời dạy. Những lời dạy này đúc kết ở trong một bộ kinh điển, tam tạng kinh điển. Thì được thờ tại mỗi chùa Khmer tại Hoa Kỳ. Thì người Campuchia nói rằng họ giữ giáo lý của Đức Phật trong thân của họ bằng cách học thuộc các bài kinh, tham gia các buổi lễ và nhận năm giới cấm, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không có uống rượu. Khi nói về cái vật báu thứ ba, tức là tăng bảo đó, thì người Campuchia chỉ nghĩ đến chư tăng trong cộng đồng. Tăng là những người đã thọ giới, không đến, không có, đây là không nghĩ đến những cái người mà suốt đời đã làm những công việc phước thiện để mà giúp đỡ tất cả mọi người theo cái tinh thần là để mà bòn tất cả những công đức. Đây là cái sự phân biệt của bà Moland. Người Campuchia thường đề cập đến chân đế đầu tiên của bốn chân đế, đó là khổ. Chúng ta nói đây là tứ đế, tức là khổ tập diệt đạo. Thì cái đế đầu tiên đó là khổ đế. Thì cung ngôn của người Campuchia là bất cứ người nào, con người sống thì khổ nó cũng theo sau, như bóng theo con người vậy. Hoặc là nếu bạn là con người thì bạn sẽ có những khổ đau. Và thứ ba là cách chấm dứt khổ đau là đi theo ba chân đạo, trung đạo của việc làm lành và được nhận những cái điều lành. Một người Khmer lão thành nói rằng nếu bạn muốn sống lâu, bạn hãy cẩn trọng và về cái phần tâm và cái phần khẩu của bạn. Cái tâm mình có thể nói là cái sự suy nghĩ hay là cái tấm lòng của mình, đăng khẩu là cái lời nói của mình. Nếu bạn nghĩ đúng, bạn ăn uống đúng thì bạn không phải lo gì cả. Đó là giống như là một cái kim chỉ nam, cách sống, phương châm trong đời sống của người Khmer là như thế, đơn giản như vậy. Đó. Người Campuchia ít khi nói về Niết Bàn, mà khi đề cập đến Niết Bàn thì lại họ có nhiều cái ý kiến khác nhau. Có lẽ là chúng ta thấy cái điều này là rất là khác biệt đối với người Việt chúng ta, đúng không? Người Việt chúng ta là phần lớn là theo Đại Thừa, thì cái vấn đề Niết Bàn là cái vấn đề mà luôn luôn được đề cập tới trong các kinh điển, trong lời cầu nguyện, trong tất cả những ngược lại đối với chúng ta thấy là người Khmer hay là người Campuchia không có đặt nặng cái vấn đề này. Nếu có khi họ đề cập đến thì họ lại có nhiều ý kiến khác nhau. Chẳng hạn như một số người Campuchia thì nghĩ rằng Niết Bàn chỉ hiện hữu
cao hơn ở trên thiên đường, tức là họ nghĩ đến một cái chỗ mà thiên đường theo cái chữ trong bài dùng là heaven, thì đó là cái lý thuyết của bên bên Thiên Chúa giáo hay là bên Tin Lành. Thì họ nghĩ rằng là Niết Bàn là còn cao hơn thiên đường, tức là một chỗ nào đó cao hơn là nơi của các cái đấng thiêng liêng của bên đạo giáo, Tin Lành hoặc là Thiên Chúa giáo. Một số khác thì nghĩ rằng là thiên đường và Niết Bàn giống nhau. Có nhiều người Cambodia thì hòa nhập những tin tưởng của đạo Thiên Chúa giáo và Thiên Đàn và diễn tả về Niết Bàn, nói rằng đây là một nơi tuyệt diệu, con người ở đó khi mà sống ở đó thì không phải cả lo lắng, không phải còn những cái ước muốn gì cả, và cái sự suy nghĩ của họ cũng không có bị sai lầm. Những người khác thì cho rằng Niết Bàn là không có sinh già bệnh chết, tức là trừ được một cái khổ ở trong nhân gian. Một nông dân nó cho rằng Niết Bàn là nơi không có khổ đau, không có vui sướng, không có lo lắng, và người cháu của ông thì cho rằng Niết Bàn là nơi không có đời sống, không có con người, và không có không. Cái này còn hơi 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 đi quá mức phải không quý vị? Cậu bé đã, cậu cậu đó còn nói thêm rằng người đến đó rồi đó, đến cái chỗ Niết Bàn đó rồi đó là không về trở về trái đất, họ sẽ không tái sinh để chịu lại khổ đau nữa. Thì nói chung là họ biết rằng Niết Bàn là cái nơi mà tất cả mọi người cũng đều ước muốn đến, nhưng mà bản thân của người Cambodia đó chỉ nghĩ rằng là họ không có cái cơ hội để đến, tại vì nó quá xa vời. Người Cambodia tin rằng Niết Bàn là nơi cư trú của Đức Phật, cũng như các thiên thần sống trên các tầng thấp hơn, tức là Đức Phật sống ở tầng cao hơn, ở các tức là giống như các tầng trời. Chúng ta cũng có nghe về vấn đề đó, mỗi cái tầng trời có 33 tầng trời khác nhau, rồi các cái vị tiên, các cái vị tu chứng đến cái độ cái phần nào đó sẽ sống ở những cái tầng trời khác nhau. Thì đó là cái sự hiểu mà họ cũng coi là có lý để người Cambodia tin theo. Các thiên thần phụng sự với Đức Phật như các sông, như một cách sống gương mẫu hơn là người đảm trách vận mạng con người. Vì vận mạng con người được quyết định bằng hành động của họ, tức là các cái vị thiên thần này không có dính líu gì đến cái việc là mấy vị này được ban phước giáng họa, mà cái ban phước của giáng họa, cái đời sống được hạnh phúc hoặc là khổ đau là chính ngay cái hành động của quý vị, đừng có trông chờ vào cái những các vị thiên thần đó. Người Cambodia cho rằng phần lớn con người không đến Niết Bàn được, nên họ chú trọng đến việc làm công đức, tức là bòn những công đức bằng làm những việc thiện, và có một kiếp sống tốt, tức là mình không có làm những điều mà sát hại đến cả mọi người khác, cái đời sống của mình mang an vui, tự mình hạnh phúc, không có tác hại đến mọi người, đó là cái đời sống mà căn bản của người Khmer, người Cambodia. Chỉ những người cực thiện chỉ được tái sinh ngay mà không phải chờ đợi trong thế giới các linh hồn. Họ cũng nghĩ là có một cái nơi nào đó đã được để các linh hồn sau khi mất, các cái vị, các cái con người sau khi mất sẽ đến chờ đợi ở đó để mà chờ được tái sanh. Nhưng mà nếu người cực thiện thì đi liền, được không có phải chờ đợi. Đó là cũng có những cái tin tưởng để chờ quý vị sẽ cố gắng hơn nữa. Họ tin rằng các người có đời sống thiện lành sẽ được sống trong các tầng trời của thiên đường tùy theo công đức của họ có. Trong khi những người khác thì cho rằng linh hồn người chết sẽ xét xử ra để bị ra được xét xử bằng một ông tòa và phán quyết định của cái định mạng của họ sau khi mà họ đã mất. Người phạm các cái điều xấu ác, người làm những cái điều xấu ác thì phải đọa vào địa ngục. Thời gian thì tùy theo cái tội của ác của họ nó nặng hay nhẹ.
người phạm tội tà dâm sẽ họ tin rằng sẽ bị lột hết quần áo, bị bắt treo lên những cái cột trụ, và cái cột trụ đó có rất nhiều gai. Đấy là cái hình phạt cho những người tà dâm. Người phụ nữ mà có cái tính cách không có được lịch sự, ăn mặc ví dụ như ăn mặc hở hang, hoặc là cố tình làm những cái điều để mà khơi dậy cái lòng ham muốn của các vị chư tăng đó. Đây là cái việc làm mà đối với người Khmer là không không nên đó. Đó thì bày ra cơ thể của họ trước các vị tăng đó, thì sẽ bị cái hình phạt của họ là bị các sâu bọ nó chui rúc vào trong người của mình. Người phạm tội giết người hay hành hạ người khác sẽ bị ở dưới địa ngục 500 năm, và bị bắt bỏ vào trong các cái vạc dầu sôi, và bị đâm vào trong người bởi những cái dao nhọn hoặc là những cái dây sắt nóng. Đây là những cái mà chúng ta thấy có thể ở trên các cái chúng tôi được biết là các cái ngôi chùa cũng có những cái bức tường để vẽ lại cái hình tượng của chẳng hạn như cảnh địa ngục. Đây là những cái mà một cách giúp đỡ cho cái đời sống nhân gian để bớt những cái hành động sai quấy. Thì những người với cái tinh thần rất là mộc mạc nhìn thấy những cảnh như vậy thì nói ồ không nên làm đó, thì nó cũng giúp cho xã hội được bình an hơn, được lành mạnh hơn, được an toàn hơn đó. Thì có lễ hội cho tổ tiên, có lẽ chúng ta nói đây là lễ hội Vu Lan, thì tiếng Phạn của mình đó là Ulam Bana, còn tiếng Khmer đó là Pachum Ben, đó là cái tiếng lễ tổ tiên của họ. Là cơ hội hàng năm để người Campuchia cầu nguyện cho những tổ tiên của họ đang bị giam cầm ở nơi địa ngục. Nhiều người Campuchia nói rằng họ không nghĩ nhiều về Niết Bàn. Họ một vị nói tôi thật sự không nghĩ đến Niết Bàn gì cả, tôi chỉ cố gắng hiểu tình trạng hiện tại đời sống của mình ra sao và cố gắng làm người tốt. Đây là cái sự suy nghĩ rất là mộc mạc và đơn giản của người Khmer. Thì người Campuchia tin rằng cơ thể của họ do bốn yếu tố cần thiết để được tồn tại, đó là đất nước, nước gió đất và lửa, đại diện cho các nước là đại diện như chất lỏng trong cơ thể như máu mủ và những cái đờm dãi, những chất lỏng trong người. Gió là những hơi thở ra vào, và đất là những cái phần cứng chắc như các cái bộ phận ở trong cơ thể của mình, tim gan và phổi, và lửa là đại diện cho sức nắng sức ấm. Đó là cái một cái yếu tố căn bản của thân thể con người. Có người diễn tả cái yếu tố thứ năm là ether, đó gồm chứa trong các cái lỗ hổng ở trong cơ thể. Người Campuchia nói rằng yếu tố thể chất con người cần phải cân bằng để có được một sức khỏe tốt. Nếu bị thiếu một yếu tố nào khiến họ cũng hoạt động không bình thường hay không thể học hỏi, tức là bị thiếu chẳng hạn như không có đầu óc không có được bình thường, hoặc cơ thể nó không hoạt động bình thường. Vài người nói rằng họ biết rất ít về các yếu tố nhưng mà họ biết rất nhiều, họ có một cái đức tin rất mạnh về vấn đề tinh thần. Người Campuchia nói rằng mỗi người có một cái linh hồn và đây là cái sức sống quan trọng để liên kết chặt chẽ cái phần cơ thể vật chất và cái tinh thần, cái phần tâm linh của con người. Nếu linh hồn mà rời cơ thể thì đó người đó sẽ cảm thấy rất là bất hạnh và bệnh hoạn. Thưa đại chúng, chúng tôi nhận thấy đã hết giờ, ta xin tạm ngưng phần trình bày về cái niềm tin
của người Cam Bốt trong nhân gian. Tuần tới chúng tôi xin được tiếp tục đến quý vị để kết thúc cái phần này, đi vào phần Phật giáo của người Cam Bốt như thế nào. Xin đại chúng cùng với chúng tôi chắp tay để chúng ta cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng tôi cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát luôn gia hộ cho đại chúng được nhiều sức khỏe, luôn luôn làm những việc thiện lành để giúp cho đời sống tu tập được lúc nào thăng hoa. A Di Đà Phật.